Đấy, anh em vừa đi trồng răng cho Pay Hầu về, vào đây ăn cơm. Anh Sư còn vào không? Ờ, anh vào đây chơi tí xong đi. Em chào anh. Chào em. Phải chứ? Anh Sư đi bây giờ thôi mà. Uống nước chè thôi. Đấy, hôm nay là vào nhà anh Luân. Hôm nay anh ấy mời cơm với anh em. Từ đợt ngày xưa em chạy taxi rồi. Anh Giang Pay Hầu đang bảo gì ấy? Nó bảo cái loại này trên kia có nhiều. À, là cây đấy á? Trên rừng có nhiều à? Anh Giang ơi, với em bảo anh Luân là tí anh em mình ăn cơm đây luôn. Thì không lên nhà em nữa. Rồi em bảo anh Luân đi mua ít thức ăn rồi. Này anh Luân cũng rủ xuống đây từ lúc em đi lên nhà anh rồi mà. Thì ngồi ăn cơm đây xong lúc nào anh Sự ra anh Sự đón mình về là được. Anh Sự bây giờ đang đi chở khách rồi. Này, dẫn Pay Hầu lên đây chơi này. Đây lên đây chơi thoải mái mà. Ngồi đây mát mà. Ở đây anh nuôi gà này, nuôi chim các kiểu nhiều lắm. Thế cả trồng lam. Đấy, đẹp không? Đấy, cái này bao nhiêu năm kia nào được. Ấy da, cái gì cũng bảo biết này. Này. Anh này. Xem hỏi xem Pay Hầu đang nói cái gì đây. Lì à? Mà mả là lì à? Đấy rồi cơ. Bảo là trên đây có nhiều à? Một đầu. Nó thế thôi, làm gì tính. Không, chắc cái loại này là loại long nhán, long ấy này này. Là tưởng giống này. Không được sờ nhá. Chỉ được nhìn thôi, không được sờ. Đó. Thấy hoa đẹp chưa? Này, nhưng mà không hiểu bên đây mà. Đắn cái nó không hiểu bên đây không? Đấy. Loại này thì có nhiều không? Loại này là... gọi là gì anh nhỉ? Anh cũng không lắm được. Trên rừng có mà nhỉ? Vâng. Hoa nó màu trắng đây, cái này nhiều loại lắm. Cũng thuộc là dạng lan. Mình không biết về lan nên là chỉ ngắm hoa thôi. Không biết lan nào, lan đắt tiền hay rẻ tiền, không nắm rõ được. Chỉ thấy hoa đẹp thôi. Nhưng mà công nhận hoa lan là hoa rất là đẹp. Nhưng mùa này chắc là không phải rồi. Mùa này không phải mùa hoa. Đấy, dưới anh có bể cá kìa. Cá coi ấy. Cái gì anh chỉ vào bảo chắc là biết. Cái loại tím này thi thoảng cũng thấy có. Này đấy ở rừng phải không anh? Vâng. Đào rồi. Rồi quay lên. Đây ra đây còn nhiều này. Nhiều lan lắm. Mình không biết là lan gì. Đấy, dưới này nuôi gà. Đó này. No cay. Đợt kia này, một đợt này, cái đó nó nằm kia này. Đấy. Ờ, đợt nào nó nằm kia này, mình đổ nhắm này nhiều lắm này. Cái này. Có nhiều à? Đầu bên đây mà. Trên rừng có nhiều à? Đây này,
đâu này, đâu này, đâu này, đâu này. Ừ. Ừ. Anh già Pê Hầu đang bảo cái loại này với cái loại kia là trên rừng có nhiều. Cái loại mà hôm nọ anh lấy được giống ở trên tầm bạn này là cái loại hơi mập này. Pê Hầu cũng biết nhá nhỉ, cái nào có thì chỉ ngay đúng không? Cái nào đã thấy trên rừng rồi là chỉ ngay. Rồi, lên đây chơi một tí thôi. Lên đây thì Pê Hầu bảo lan gì cũng biết. Xuống uống nước đi anh ơi. Đấy, chim khiếu đấy. Đông ngoan này là biết là thấy bao giờ chưa? Gà rừng. Đào quá đó. Em làm nhiều lắm bạn. Em nó đấy, đi vào đây xem. Xem gà trọi. Đá nó. Đá nó. Thấy chưa, nhiều gà chưa. Nào, đá như này. Này này, này như này. Cái này nó bị. Cái này mà nó Đây. Đây này, đem, nhiều lắm à? Mua hết đi. Thế hôm nào lấy giấy về nhá. Đây này. Cái nào là nhiều không? Tay Hầu bảo cái gì cũng có nhiều. Cái nào có nước chè không nhỉ? Đây ra. Làm chén nước chè. Anh uống nước anh. Vâng, anh kia. Anh ra. Đây. Em uống. Không uống. Em à? Uống nước lọc thôi. Đam như là ông đam vào kiểu quốc. Đẹp nha. Cái này là đau kiểu đó. Này cái đường kính là 1m2. Này bị nứt rồi. Đẹp không? Đẹp thế mà. Cái nào đang đóng không? Cái này đang đóng. Pê Hầu chắc là lần đầu tiên nhìn thấy cá coi. Không có đâu, làm gì ở suối có. Đó rồi. Không có đâu. Không có đỡ mẹ được không? Ui, hết rồi. Được. Đừng có thức ăn. Cái này là đây xuống cho cá ăn.
Nó nóng. Không bị nước nữa. Chết hết rồi. Em ở bên ngoài kia mà em bận đó, đang cho Pê Hồ ngâm cá anh Luân ạ. Mà chưa thấy cá này bao giờ. Bạn đã rồi. Hả? Bạn đã rồi. Anh ấy đi mua đồ rồi. Đi chạy đi bộ mua đồ. Không biết được. À không, anh ấy đi mua đồ, cái đồ gì ấy. Anh em ăn cơm nhà anh Luân xong là tí sẽ đi về. Bây hầu là chưa được ăn thịt gà đâu, ăn giò này thôi, mua giò riêng cho rồi. VIP nhất rồi. Nên đây đâu mà đâu được được nơi nên này được chưa nào nên nói được mồm không nói chưa các bạn làm đầu lắm các bạn ơi đâu mà ơi nhá em mời các anh nhá, cảm ơn anh Luân nhá. Anh Giàng nào, anh nhầm chế độ à? Em mời anh nhá, mời luôn nha. Vâng, lâu lắm không gặp anh Thưởng với anh Luân. Mà nhá. Ra chủ vất vả nhá. Ui giời, đang ngủ ướt mà. No đi. Nóng. Đâu ạ? Không, không có chấm. Ừ. Không chấm đâu. Sao nhỉ? Nhẹ nhàng thôi nhá, ăn uống nhẹ nhàng thôi. Anh Tưởng cười gì? Ông họ dặn bảo là ăn rồi cứ nhẹ nhàng thôi, không ăn đồ cứng. Được không? Ăn được nhưng mà nhai vào cái răng khác. Cái răng đấy thì phải răng bằng này. Bây giờ em chơi tất. Quen rồi em. Em làm được cái răng này. Làm được cái răng cửa đây. À răng nào cũng bây giờ ăn là vẫn cứ phải đúng linh tuyệt thật. Ấy không cần chấm đâu, không cần được chấm đây. Nói đi nói đi luôn mỏ này nó mà u một một ba đẹp nói bụng phải ăn bánh cuốn u một ba không thời gian hầu nói như này không phải ăn nguội thì sợ đau bụng không phải chấm nữa không chấm nóng à. Anh bảo là cái này không cần chấm đâu, đây là bánh cuốn mà. Nói đi mời mời ăn phải đảm bảo đấy, ăn đồ mềm này thôi ngủ nhá cầu vật bây giờ nhá. Mới bảo là mới bảo không bảo ngủ đất mới bảo ngủ luôn tivi điều hòa tủ lạnh đầy đủ có. Anh Thưởng ơi, em về đây nhá. Em xin phép anh nhá. Chào Hương thôi. Nhá. Chào bạn Sơn nhá. Chào Hương nhá. Hôm nào lại gặp lại nhá Hương nhá. Rồi rồi, em chào anh. Ô. Đang với Hương về nhá. Anh Giang. Dạ không phải ấy cơ. À, A Hầu. Hầu à? Hầu về nhá. Về nhá Hầu nhá. Phải đeo khẩu trang. Rồi, em bảo ta tán cái nào mà. Hôm nào lại gặp nước nhá. Bây giờ Hầu đang bảo là anh là anh trai của em. Cái nào đang chưa hiểu cái này nó phải an toàn. Đeo khẩu trang đàng hoàng. An toàn. Em về nhá, anh ơi. Em chào anh nhá. Đi. Đây này, lên đây. Biết đi mà.
sạch thôi. Biết mở cửa rồi. Cho em về đây anh Luân ơi, cảm ơn nhá, cảm ơn bữa cơm gia đình nhá. Hôm nào rượu say. Anh em vừa ăn cơm ở chỗ nhà anh Luân xong, bây giờ là đi về. Mù chê. Chê. Đi về để cho hầu khoe hàng nhau. Thật ra hôm nay Pay Hầu rất là vui nhỉ anh Giàng nhỉ? Có vui. Không có gì niềm vui là có thể tạo được niềm vui của Pay Hầu hôm nay. Đúng rồi anh. Bởi vì răng nó no. Thực ra là răng có đẹp thì đời mới vui, đúng không? Răng với tóc là vóc con người mà anh. Bây giờ không bao giờ nghĩ là sẽ có răng mới lại như thời trẻ đó. Dạ, em bảo bà. Em bảo bây giờ vui thì mình cũng vui. Vui lên. Nhờ cái đặt đất. Pay Hầu cười từ lúc mình bảo là đưa Pay Hầu đi trồng răng đến bây giờ luôn. Cười đến bây giờ luôn. Cười không ngớt. Nhưng ok, yeah. Đang đẹp rồi. Cười từ bây giờ đến tối xem có cái nào giúp không? Không bảo ngươi bắt ăn mất. Cười. Giờ đến mai mà nó giúp hai cái này cười đi. Bạn ra. Nhưng mà phòng ma. Cười khi nào nó giúp hết, ta sẽ giúp cả đến bắt đền cái đội nào làm ra. Nhờ. Khi nào hậu dụng thêm một hai cái răng từ cái hàm mà vừa làm ra, cái đấy mình không thể đi bắt đền nhỉ? Đúng rồi. Cứ cười thì cười, cười xem có dụng có không, cười xem có cho nó cái nào lớn không? Đúng rồi. Bắn mạnh như. Nói chung là hôm nay Pèo vui lắm nhỉ? Còn vui hơn cả đi hỏi vợ nữa. Tí kiểu gì về đến nhà là khoe cả xóm, đúng không? Khoe cả xóm. Chắc chắn rồi. Chắc chắn nó khoe cả xóm. Hôm nay lúc ấy bảo mù che đi về để khoe răng cả xóm. Chắc chắn rồi. Bây giờ về nó phải cười từ cổng cười vào đấy, đúng không? Chú em thì có một ông ấy trên 568, ông ấy thì mất khoảng 4 hàng tiền đạo. Chắc là cũng không có đâu. Cái đấy thì khoảng vài xóm. Cái đấy có mà mơ. Vài hôm em giới thiệu xong. À, đúng rồi. Anh chỉ ra đi nha, không phải cười thôi nhá. Giang anh cứ cười lại quên lái xe. Giang Kỳ. Em Giang Kỳ là dẫn dắt chương trình đường cán đất. Chương trình mới lái được cho em Pay Hầu nữa thì thôi. Là chấm phẩy luôn đúng không? Anh em kiểm tra này. Dẫn dắt có thể được, mà quan trọng là cái kết cục sau này nhá. Nhưng mà có năm răng đẹp thì đời tươi cười nó trẻ lại. Về ăn hỏi thì có thể được, nhưng mà về sau nó lại còn do cái Hầu nó xử lý như nào chứ.